đột quỵ ở trẻ em đột quỵ ở trẻ em xảy ra khi máu không chảy lên não như bình thường ít gặp song ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và khả năng phục hồi nguyên nhân phổ biến thường do rối loạn tim và rối loạn đông máu đột quỵ cũng có thể xảy ra do lượng oxy lên não ít hoặc do các bệnh bẩm sinh khác phân loại trẻ sơ sinh trẻ em và thanh thiếu niên có thể bị đột quỵ giống như người lớn gồm đột quỵ xuất huyết đột quỵ do thiếu máu não cục bộ. Cân thiếu máu cục bộ thoáng qua, TIA, triệu chứng. Trẻ bị đột quỵ có thể gặp một số triệu chứng giống như người lớn gồm thay đổi hành vi hoặc suy nghĩ, thay đổi về tính giác hoặc thị giác, vụng về, khó nuốt, yếu một bên cơ thể, khó nói. Nhiều trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh có thể không có các triệu chứng đột quỵ điển hình. Thay vào đó, trẻ có các biểu hiện như co giật nhức đầu buồn nôn ối mửa mệt mỏi sốt yếu tố nguy cơ trẻ có nguy cơ đột quỵ cao hơn nếu mắc các bệnh như chứng loạn nhịp tim bệnh tim bẩm sinh thiếu oxy lên não khi sinh bệnh tiểu đường huyết áp cao béo phì bệnh huyết khối hoặc bệnh máu khó đông chấn thương sọ não hoặc chấn thương cổ một số hội chứng di truyền như hội chứng đau, biến chứng. Nhiều trẻ bị đột quỵ có xu hướng hồi phục hoàn toàn, tùy thuộc vào phần não nào bị ảnh hưởng mà khả năng nói, tư duy, nhận thức, mắt của một số trẻ thay đổi vĩnh viễn. Trẻ em đột quỵ cũng có nguy cơ mắc bệnh động kinh. Để phòng ngừa đột quỵ ở trẻ em phụ nữ mang thai nên kiểm soát các tình trạng tiểu đường thai kỳ, chăm sóc sức khỏe tránh tiền sản giật, vỡ màng ối sớm khám sức khỏe định kỳ cho trẻ nếu mắc các tình trạng dị tật bẩm sinh, nhất là dị tật ở tim. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.